Nancy Bui, today is January the 12th, 2014. I am going to interview Mr. Phạm Văn Hồng at Orange County, California. Thưa chào ông có thể cho biết tên, năm sinh, nơi sinh cũng như là hiện tại ông đang cư ngụ tại đâu ạ? Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Văn Hồng. Tôi sinh năm 1941 tại Nam Định, Bắc Việt, Việt Nam. Hiện nay thì tôi đang cư ngụ tại thành phố Anaheim ở Orange County. Dạ vâng, tại đây đấy ạ. Dạ vâng, thưa ông thì ông gia nhập quân đội năm nào và cái cấp bậc cuối cùng của ông là cấp bậc gì ạ? Vâng, tôi thì tôi gia nhập vào khóa 20 Nguyễn Công Trứ, trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam năm 1963, ngày mùng 7 tháng 12. Tôi ra trường vào ngày 20 tháng 11 năm 1965. Thời đó là cái khóa của chúng tôi vì tình trạng chiến tranh cho nên rút ngắn lại học có 2 năm. Sau đó 2 3 khóa đến khóa 22B thì lại trở lại chương trình 4 năm. Khi tôi tốt nghiệp vào tháng 11 năm 1965 thì tôi chọn đơn vị của tôi là thám kích ở vùng 2 chiến thuật. Tôi phục vụ tại đó được một thời gian ngắn thì tôi lại chuyển ra vùng hỏa tuyến, tức là vùng 1. Và sau một thời gian ngắn thì tôi bị thương gãy mất chân. Thì tôi về tôi làm tại Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 với cái cấp bậc lúc đó là thiếu tá. Và tôi làm ở trong phòng, trong ban lãnh thổ của phòng 3 quân đoàn 1. Dạ vâng. Thưa ông, còn về vấn đề hải quân thì ông vào hải quân năm nào, sang bên hải quân năm nào và ông có tham dự những cái trận đánh gì mà giờ này ông vẫn còn có thể nhớ không? Nói đến cái trận hải chiến Hoàng Sa đó thì đến phải nói rằng đến gần 100% là ai cũng lầm tôi bên hải quân. Nhưng mà thực ra tôi không phải là quân chủng hải quân mà tôi chỉ là quân chủng lục quân và tôi là ở bộ binh. Thế nhưng mà sở dĩ tôi có mặt tại Hoàng Sa tại vì do lệnh của thượng cấp có một cái quyết định là muốn thiết lập một phi trường tại đảo Hoàng Sa. Thì tôi với danh nghĩa là một sĩ quan lãnh thổ của phòng 3, quân đoàn 1, thì tôi phải hướng dẫn một phái đoàn gồm có công binh và đi với tôi còn có một nhân viên tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Đó là anh Jeroen Emel Kos. Thì cái điều đáng chú ý nhất là có ông Kos đi theo. Thì vì tôi đi từ Đà Nẵng đi ra Hoàng Sa cho nên là bắt buộc phía bên hải quân phải có chiến hạm để chở chúng tôi ra vì đó là phương tiện duy nhất. Và cái mục đích chính là tôi ra đó để mà nghiên cứu thiết lập một phi trường ở ngoài đó. Phi trường cỡ nhỏ thôi, chỉ cho cỡ 123, 119 hoặc DC-3, DC-4 xuống được mà thôi. Thưa ông, như vậy là cái chuyến hải hành đó không có nghĩa là đi ra để mà nghênh chiến với Trung Cộng lúc bây giờ đã bắt đầu xâm lăng mình rồi hay là như thế nào thưa ông? Vâng, một câu hỏi rất là hay. Cái câu hỏi này đòi hỏi tôi phải trả lời hơi dài dòng. Lý do là thế này, chúng ta đã lầm. Đứng trên phương diện của một con người, con mắt của quân đội đó, thì mình sẽ thấy rằng là thiết lập một phi trường ngoài Hoàng Sa, thì mình sẽ có cái ưu thế là rút ngắn thời gian vận chuyển. Từ Đà Nẵng ra đó mất 1 tiếng đồng hồ. Trong khi từ xưa đến nay, bằng chiến thuyền thì phải mất cả một ngày trời, 10 mấy tiếng đồng hồ. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu mà chúng ta thiết lập một cái phi trường ở đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được hải trình quốc tế, một địa điểm chiến lược rất là quan trọng. Cho nên bảo rằng thiết lập một phi trường ở ngoài đó thì đó là điều hữu lý. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Sự thực ẩn tàng đằng sau đó, nó là một cái phi trường ảo mà người Hoa Kỳ đã gợi ý cho chúng ta, giúp chúng ta ra ngoài đó thiết lập một phi trường. Tại sao họ phải giúp? Tại vì khả năng công binh Việt Nam mình nếu thiết lập một phi trường cỡ nhỏ như vậy đó mà làm trong đất liền thì dễ dàng thôi, trong nháy mắt họ dư khả năng thực hiện. Thế nhưng mà thiết lập ở ngoài hải đảo thì vấn đề chính yếu là tiền. Từ một hạt cát cho đến một giọt nước phải chuyên trở ra. Bao nhiêu phương tiện cơ giới của công binh phải trở ra. Mà tại chỗ đó tàu không thể đáp sát vào bờ được. Mà cầu tàu hồi xưa đó, thời Tổng thống Diệm mà chở phân chim thì đã hư. Cho nên nói là thiết lập phi trường. Nhưng biết bao nhiêu điều hỗ trợ
cần đến nó. Cần đến gì? Cần đến tiền. Cho nên phải có một nhân viên bên Mỹ họ đi theo tôi để họ lượng giá. Và kèm theo tôi thì có hai sĩ quan công binh, một ở bên công binh kiến tạo và một ở bên công binh chiến đấu ra để nghiên cứu. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Đến nay sau 40 năm và sau những cái điều mà tôi biết được sau khi tôi bị công lọt vào tay Trung Cộng, tôi bị sa cơ, trở về tôi tìm hiểu mới vỡ lẽ ra là không phải. Quân đội chúng tôi đã bị vướng phải cái điều mắc bẫy, tức là vướng phải cái đòn điệu hổ ly sơn. Trung Cộng họ đã sắp xếp sẵn ở ngoài đó rồi. Họ có tàu nghinh chiến sẵn ở đó rồi. Họ chỉ mong làm sao chúng tôi có một chiến hạm ra đó, họ sẽ khiêu khích. Tôi phải dùng chữ đúng là khiêu khích để cho chúng tôi nổi giận. Mà cái sự nổi giận của những người trong quân đội chỉ có một biện pháp để đáp ứng, đó là nổ súng. Mà nổ súng thì đúng là cái điều mà họ ước muốn. Thì vì mình nổ súng cho nên họ mới có cái cớ để mà họ đánh tàu chiến của mình. Đồng thời nhân cái cớ đó họ đánh, họ lấy luôn cái đảo Hoàng Sa. Đó là lý do mà chúng tôi xuất hiện. Và tôi là một sĩ quan bộ binh mà tôi có trên chiến hạm, chứ tôi không phải là sĩ quan hải quân. Thưa ông, cái lời giải thích của ông ban nãy làm cho chúng tôi tự hỏi rằng ông nói là điệu hổ ly sơn, thì ông là hổ, còn ai là người điệu con hổ đó? Đây, một câu hỏi nữa lại cũng rất là lý thú. Chính là người Mỹ đã giàn cảnh, gợi ý cho chúng tôi và tỏ rằng sẽ giúp về phương diện ngân khoản. Chắc cô biết rằng thời đó năm 1974, ngân sách của Việt Nam rất là khó khăn. Từ giúp đỡ 1 tỷ mốt rút xuống còn 700 triệu và bây giờ còn có 300 triệu. Thì tiền đâu mà chúng tôi làm? Một điều rất khó khăn. Thế mà họ đã có nhãi họ giúp đỡ. Mà về phương diện tài chính, còn về phương diện quân sự thì đây quả là một điểm chiến lược. Thì mình lấy ưu thế ở đó là hữu lý quá, bùi tai quá. Thì mình đưa tàu chiến để chở chúng tôi ra. Thì đấy, chờ chúng tôi ra thì Trung Cộng họ đã chờ sẵn. Họ chỉ chờ chúng tôi ra, họ khiêu khích cho đến độ mà chúng tôi không thể nhịn nổi, bắt buộc phải nổ súng. Mà tôi bị đưa trên tàu chiến, đem chiến hạm ra, đó chính là chúng tôi bị điệu hổ ly sơn. Mà người điệu hổ chính là người đồng minh Hoa Kỳ. Tôi dùng chữ đồng minh rất là chua chát. Thưa, lúc bác nói đừng đập đập nó có tiếng. Dạ vâng. Thưa ông, thì ông căn cứ vào đâu để mà ông nói là người điệu hổ ly sơn chính là người Hoa Kỳ? Dạ vâng. Tất cả 4 vị hạm trưởng HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16, tuy rằng cùng có mặt trong cái trận đánh đó, nhưng mà tất cả những vị hạm trưởng đó đều không biết gì về ông Coates. Duy chỉ có một mình tôi là người đi sát cánh với ông, vì ông ấy thuộc phái đoàn của tôi và hai anh sĩ quan công binh. Cho nên tôi biết rõ. Tôi sẽ đưa ra một vài cái chứng cứ. Thứ nhất là vì đi cạnh tôi, cho nên lúc trò chuyện tâm sự thì anh mới thổ lộ cho tôi biết rằng anh nguyên là một trung úy mũ xanh. Sau này anh ấy được tuyển sang làm ở bên tòa lãnh sự. Về phong tục tập quán của người Việt Nam thì anh cũng tâm sự, anh nói ồ, tôi rất quen với nước mắm, mắm tôm và cả thịt chó. Và tôi biết anh là người rất rành sát với Việt Nam, phong tục tập quán của Việt Nam. Tình cờ vì ông đi cạnh tôi cho nên khi mà chúng tôi lên đảo đó, thì anh trưởng đài khí tượng có nhà ý nhường cho tôi cái ghế bố để tôi nằm, là vì tôi bị say sóng. Sau say sóng lại để say đất thì tôi mệt lắm rồi. Ông nhường tôi ghế bố để ông nằm, còn ông nằm dưới đất. Thì anh Coates nằm cạnh tôi. Thì mấy tiếng đồng hồ sau bất giác, anh kéo cái sắc của anh ra, anh mở thì tình cờ tôi trông thấy, tôi không phải là tò mò, mà chỉ là một tình cờ tôi trông thấy, anh tháo một cái túi của anh ra, tôi thấy anh có tới 2 cây thuốc lá, tức là 20 gói thuốc lá, và một cái túi nhỏ đựng đồ thoát hiểm mưu sinh, mà anh em chúng tôi trong quân đội là nhìn đồ nghề là biết là cái dùng để vào việc gì, gồm có bẫy, lưỡi câu, lưới. Tôi thắc mắc, tôi bảo đi công tác có 2 ngày mà trên chiến hạm thiếu gì thuốc lá, có mang đi thì mang vài ba gói đủ rồi, mà sao lại mang tới 20 gói? Trừ hết, sau khi cái trận hải chiến đánh mà chúng tôi bị tràn ngập lên đảo, đến buổi xế chiều chúng tôi đói, thì từ sáng sớm là chưa ăn gì,
Thì khi tập họp ra ngoài bãi đó, thì anh ngồi cạnh tôi, thì anh hiểu là tôi đói, anh mới mở cho tôi một cái hộp cá nhỏ lắm, nhỏ và mỏng hơn bao thuốc lá. Anh đưa tôi một miếng, thì cái lát cá nó cỡ chừng cái miếng kẹo chewing gum lát đó, nhỏ nhỏ vậy thôi. Anh đưa tôi ăn, thì tôi nhìn, thì con mắt của tôi thú thực mà nói, đói từ sáng giờ mới đưa miếng cá chừng này thì ăn thua gì. Nhưng mà anh ta hiểu được ý tôi, anh ta giải thích ngay. Anh ta không, anh cứ ăn đi, ăn cái này đỡ đói. Té ra là thực phẩm đặc biệt, mà tôi ăn một lát cá mà tôi cảm thấy đầm bụng thật, mà anh ta cũng chỉ ăn có một lát thôi. Đó, chưa hết, sau này khi tôi đi về, tôi mới được Bộ Tư lệnh Quân đoàn giải thích, cũng như anh em bên Hải quân giải thích cho tôi biết, tôi mới hiểu ra rằng xung quanh chúng tôi không thiếu gì các chiến hạm của hạm đội 7. Nhưng mà cái trận hải chiến xảy ra, biết bao nhiêu anh em hải quân thoát hiểm mưu sinh xuống bè mà họ không kể cứu vớt. Nhưng mà nếu cô chủ Giang có theo dõi câu chuyện thời sự, theo dõi tin tức, thì biết rằng có một bè bốn cái kết hợp lại mà trôi dạt về mãi tận Quy Nhơn, mới được chiếc thương thuyền của Hòa Lan, tức là hình như chiếc Kobionella, cứu vớt. Trong khi đó họ ở sát nách mình mà họ án binh bất động, vô can. Đó, đó là bề ngoài. Còn bên trong, khi tôi bị bắt thì khoảng 3 4 tiếng đồng hồ sau khi mà tập họp gom tất cả những người bị bắt lại, tôi là người sau cùng. Thì khi mà tôi từ trong lùm cây bị Trung Cộng nó dẫn tôi ra đó, thì tôi nhìn thấy anh Mỹ ngồi đó, đã có người nói tiếng Anh. Với mình bây giờ thì câu chuyện người nói tiếng Anh thì cái quá đơn giản, nhưng mà thời đó không phải là chuyện bình thường, rất bất bình thường. Bởi vì hồi đó chúng ta còn dùng cái từ ngữ là bên kia bức màn sắt, mà lại người tàu mà lại nói được tiếng Anh. Điều đó không phải là một đơn vị tác chiến tự nhiên ở ngoài giữa chiến trận mà có được một người nói tiếng Anh. Đủ hiểu rằng họ đã sắp xếp sẵn, và họ biết rằng trên đảo có người Anh, à người Mỹ, họ đã liên lạc với nhau rồi. Chưa hết, khi mà trong tình trạng đối đầu, tôi đang từ HQ-16, tôi được lệnh của hải đội trưởng, tức là đại tá hải quân Hà Văn Ngạc, đã tổng chỉ huy trận đánh, yêu cầu tôi sang bên HQ-5, tức là cái soái hạm, để làm gì? Để cho anh Cốt đi theo tôi sang bên đó. Tôi mới sang HQ-5, tức là sang soái hạm, mới khoảng 3-4 giờ chiều, thì đến đêm tôi lại nghe loa gọi mời thiếu tá Hồng lên đài chỉ huy để gặp hải đội trưởng. Thì khi tôi vừa lên thì đại tá Hà Văn Ngạc vỗ vai tôi nói: Toa, Cốt này nó là bạn của Moàng, nó nhát lắm, nó sợ trên này nguy hiểm, thì Toa cảm phiền đi xuống đảo. Thế là 10 giờ đêm tôi mới đi xuống đảo trở lại. Mà quả nhiên đúng là ở trên chiến hạm thì nguy hiểm hơn ở dưới đất. Đó, thì khi xuống đất nửa đêm thì hôm sau khoảng 10 giờ hơn là bắt đầu nổ súng. Thì con mắt của những người quân sự tôi đó, tôi lượng giá thì tôi hiểu ra được rằng khi họ đến tấn công lên đó, thí dụ như chúng tôi mà tấn công đó, thì cái mục tiêu đã sẽ nát với chúng tôi, rồi tôi mới đưa quân lên. Thế nhưng mà không, họ tác xạ bằng trực xạ, họ bắn vào tường trên tầm cao, tức là họ không dùng súng vòng cầu để họ thả đạn rớt xuống mục tiêu cho nát mục tiêu cho họ vơi lên. Họ cố tình để làm chi? Để những người trên đảo không chết. Những người trên đảo không chết không có nghĩa là họ thương tình anh em chúng tôi đâu, mà họ biết chắc chắn trên đó có một người Mỹ, cho nên họ phải tránh sát thương đến tối đa. Đó. Rồi, chưa hết. Khi sau này tôi bị bắt đưa lên trại thu dung tù binh huyện Huyền Hóa, tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, thì tất cả trên đường đi tôi đã được biết anh Cốt được đãi ngộ đặc biệt. Khi đi từ ở đại Hải Nam bằng tàu Kronstadt đưa về đảo Hải Nam thì anh ta được ngồi riêng, lên đến đảo anh ta được ở riêng, và bắt đầu đi ra phi trường anh ta được đi xe riêng. Khi lên máy bay thì cùng chuyến bay với tôi, anh ta được mời lên trên cabin, trên chỗ phi hành đoàn. Chúng tôi ngồi bên dưới và bị còng tay, anh ta thì không. Khi xuống phi trường Quảng Châu, anh ta được ngồi xe Jeep riêng. Và bây giờ là anh ta được cách ly, không ở với chúng tôi nữa. Chưa hết, một chi tiết nhỏ là cái lần xuống đảo trước đó 1-2 ngày thì anh ăn chung với tôi.
Nhưng đến lần thứ hai, sau khi đại tá Hà Văn Ngạc nó bị xuống lại đảo đó, thì anh ta khai bệnh. Mà cái bệnh này là bệnh bất thường, bất bình thường và đã có dự chủ trước. Quả vậy, chỉ một tuần lễ sau khi bị nhốt ở trại thu dung tù binh, thì anh Cos là người được đưa tên đầu tiên, với lý do anh ta bị bệnh mãn tính kinh niên cho nên ưu tiên được về trước. Tất cả những cái dữ kiện đó rất là lớp lang, rất là chi tiết, họ sắp xếp rất là kỹ lưỡng. Từ những cái điều đó tôi mới dám khẳng định rằng anh Cos anh biết hết đường đi nước bước, và chúng tôi chỉ là người đi theo mà không hề biết. Rồi, chưa hết, tại sao lại tôi dám khẳng định rằng là Trung Cộng họ dàn cảnh trước, họ sắp xếp trước? Là vì thế này, ngoài đảo giữ đảo đó là Trung úy địa phương quân, anh Trung úy Phạm Hy. Anh có nói với tôi là tháng 10 vừa qua đó, có một chiếc thương thuyền nó lên, nó xin tránh bão, đồng thời nó cũng xin ít nước. Em không biết, mà khi lên đó, nó giỡn chơi với tụi em, xin lỗi, nó cho tụi em lính tráng những cái bộ bài cào, kêu bằng hồi đó dùng cái chữ trăng xin đó. Anh em trốn tìm, nhưng đâu có ngờ cái tàu đó chính là tàu do thám của Trung Cộng. Nó lên, nó nắm rất kỹ yếu tố nhân sự, vũ khí, phòng thủ của mình, nó biết hết, biết rõ cả rồi. Quân đội có cái điều thất thế nhất là địch biết rất rõ về ta mà ta không biết gì về địch. Đó là điều tối kỵ, mà anh em địa phương quân đã dính vào đúng điều đó. Cho nên khi Trung Cộng nó nghiên cứu mình rất kỹ rồi, nó đánh là chắc chắn, nó đủ mọi phương kế để mà nó đương đầu với cuộc chiến. Rồi, chưa hết, cái thời điểm cũng là thời điểm thích hợp. Nếu thôi theo dõi thời sự thì biết rằng cái thời điểm đó, trước đó là Tổng thống Nixon, Kissinger đã bắt tay với Trung Cộng rồi. Cho nên sự sắp xếp thì mình là một nước nhỏ, cho nên mình thừa hiểu rằng quyền lợi của nước Mỹ là trên hết, tham vọng của Trung Cộng là trên hết, còn sự tổn thất của Việt Nam không ai chú ý tới đâu. Cho nên chúng tôi hiểu cái thân phận, cái nước nhỏ của chúng tôi. Tôi lại trở lại vấn đề, khi mà tôi bị bắt đưa về trại thu dung tù binh, ngày đầu tiên lên họ thẩm vấn để lấy cung đó, thì họ có nói là hiện bây giờ tiến sĩ Kissinger đang ngồi ở Bắc Kinh, tối nay tôi sẽ đem radio tới đây, tôi mở đài Bắc Kinh cho các anh nghe. Thì quả thật đến tối khoảng đâu 7-8 giờ tối giờ, cái chương trình đó giờ của đài Bắc Kinh tiếng nói Việt ngữ đó, thì đã loan tin này, rồi lân la nói chuyện. Các anh ấy cao hứng thế nào đó, các anh mở luôn cho tôi nghe đài VOA, BBC và đài Úc Đại Lợi. Cho nên tôi biết hết tin tức qua ngôn ngữ Việt Nam. Đó, họ sắp xếp kỹ lắm, thì tôi biết hết. Rồi, chưa hết, tất cả những người phỏng vấn chúng tôi đó, làm việc với chúng tôi đó, đều nói tiếng Việt Nam rất rành và giọng nói toàn giọng Bắc rất chính xác. Tôi đưa một thí dụ về cái sự chính xác cho cô nghe. Đi theo tôi là Trung úy Vũ Hà, là sĩ quan công binh Liên đoàn 8 công binh kiến tạo. Anh ta nói giọng Huế, cho nên anh ta nói chữ sữa Hồng Đa. Anh ta cự lại liền, anh toàn này không có sữa Hồng Đa nghe, chỉ có sữa Hồng Đa thôi. Còn sữa là sữa ông Thọ, chứ không có sữa Hồng Đa. Nói thế, một thí dụ rất cụ thể để cô hiểu rằng họ rành tiếng Việt đến như thế nào. Chưa hết, lại cũng một lần, không biết vì vô ý hay cố tình, một người cán bộ đã nói với anh Trung úy Phạm Hy đó, tức là cái anh sĩ quan địa phương côn ở tiểu khu Quảng Nam đó, anh ta nói rằng là bây giờ đi tắt từ huyện Đại Lộc về đến Hội An, đi đường nào gần nhất. Thú thực với cô, tôi là sĩ quan lãnh thổ phòng 3 quân đoàn, tôi không biết đi tắt đường nào cho nó gần. Vì nếu tôi đi trực thăng hoặc đi theo đoàn quân, chứ tôi có len lỏi vào hạ làng xóm làm chi mà tôi biết. Ngay cả đến nỗi anh Trung úy Phạm Hy cũng phải thổ lộ với tôi: thiếu tá, em không ngờ nó rành mình đến thế. Nó biết là đi đường tắt từ huyện Đại Lộc về Hội An, đi đường nào. Vậy nó là ai? Nó chính là nuôi ong tay áo. Nó chính là cái bọn cõng rắn về cắn gà nhà. Bắc Việt đã có những cán bộ Trung Cộng nằm trong đó,
nó nghiên cứu kỹ cả từ tỉnh Quảng Nam cho đến đảo Hoàng Sa, là cái nơi từ đơn vị hành chính cho đến nơi cái địa phương chính đó, kỹ lưỡng đến như vậy. Những yếu tố đó gộp lại để cho tôi có thể kết luận rằng họ đã sắp xếp với nhau rồi, chúng ta chỉ là nạn nhân, thưa cô Triều Giang. Thưa ông, trình bày thì nghe nó cũng rất có lớp lang và nó cũng rất có lý. Tuy nhiên là người nghe, là chính như bản thân tôi là một người phụ nữ mà cũng không có rành gì về chiến trận nhiều đó, thì cảm thấy là Trung Cộng và Việt Cộng nó họ có thể bắt tay với nhau, bởi vì trong cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 ông ký là ông công nhận đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc của Trung Cộng đó, thì là mình hiểu được. Tuy nhiên là cái vai trò của người Mỹ mà nói là có sắp xếp ở đây đó, thì qua cái những cái hành tung của ông Coates mà đi cùng với ông đó, thì chúng tôi vẫn thấy chưa có gọi như là thuyết phục lắm về cái vấn đề là người Mỹ có dính dáng vào cái vấn đề là dẫn người Trung Quốc để mà đến chiếm Hoàng Sa và dụ Việt Nam Cộng Hòa ra để nổ phát súng, và để đó là lý do để mà họ chiếm Hoàng Sa. Ông còn có những cái chứng cứ gì khác nữa hơn không? Dạ vâng, để lặp lại điều này tôi xin thưa như thế này. Thực sự Việt Nam Cộng Hòa không có cái ý nghĩ thiết lập phi trường ngoài đó. Và giả sử có ý nghĩ thì cũng không đủ khả năng thực hiện được. Nhưng mà chính người Mỹ đã gợi ý cho chúng ta thiết lập một phi trường ngoài đó. Cho nên tôi mới được lệnh của thượng cấp thành lập một phái đoàn để đem ra ngoài đó nghiên cứu thiết lập phi trường. Đó, chứ không phải rồi. Chưa hết, khi mà đụng trận thì dĩ nhiên Việt Nam Cộng Hòa cũng không phải là hèn nhát ngồi im đâu. Cũng có phản ứng. Đến nỗi mà sau này về tôi mới biết, lúc đó thì tôi không biết, nhưng mà sau này tôi mới biết rằng đã có một phi đội từ phi trường Biên Hòa ra Đà Nẵng và sẵn sàng dùng theo kiểu mà kamikaze của Nhật Bản đó, ra để thả bom xuống Hoàng Sa để mà tái chiếm. Mà lúc tôi ở ngoài đảo thì tôi có được nghe, gọi máy báo cho tôi biết là thiếu tá Hồng hãy bình tĩnh, sẽ có máy bay ra oanh tạc và yểm trợ thiếu tá. Chính vì điều đó làm cho tôi trốn kỹ mà tôi nhất định không chịu ra đầu hàng. Cho nên tôi là người bị bắt 3 tiếng đồng hồ sau khi nó đã tràn lên đảo. Là vì tôi yên chí, tôi bảo rằng nếu mà Việt Nam Cộng Hòa có đem phi cơ ra đây oanh tạc mà tôi có chết đi nữa thì tất cả bọn hơn một tiểu đoàn của Trung Cộng sang đây cũng tan xác. Tôi chấp nhận điều đó. Rồi, khi tôi trở về sau khi mà bị lưu lạc ở bên Trung Cộng trở về, tôi mới hỏi ông Trung tá Phó trưởng phòng 3 đó, tôi hỏi tại sao tôi nghe trên máy vô tuyến báo cho tôi biết là có máy bay ra oanh kích để hỗ trợ chúng tôi mà không có. Thì ông bảo rằng là tất cả đã sẵn sàng rồi, và Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã sắp xếp kế hoạch cho tàu chiến ra giữa đường chờ sẵn để nếu phi công ra ngoài đó bay trở về không đủ nhiên liệu, có nhảy dù xuống biển thì mình đã có tàu biển chờ sẵn. Nhưng rất tiếc kế hoạch không thực hiện được, bởi vì người Mỹ cản lại lý do là không nên làm cái điều mạo hiểm đó. Là vì trên nguyên tắc chiến tranh, họ có thể truy kích từ nơi xuất phát, tức là xuất phát từ Đà Nẵng. Mà nếu như vậy thì dân chúng ở Đà Nẵng sẽ tạo thiệt hại rất là tai hại. Cho nên ngừng, họ cản lại. Rồi, đó là một điều. Điều thứ hai sau này tôi mới biết là một số sĩ quan không quân đã có nói chuyện lại với tôi đó, là thằng Mỹ nó chơi trò. Mà anh ấy dùng cái tiếng gì mà bây giờ tôi quên mất rồi, cái từ ngữ chuyên môn, bảo rằng là nếu có gài bom đưa lên máy bay thả đó, thì những quả bom nó rớt xuống đó, nó cũng chỉ là những khối sắt vô tri, không kích nổ được. Nói như vậy để cô Triệu Giang thấy rằng là mình có phản ứng chứ không phải là không. Thế nhưng mà họ cố tình, họ cản lại. Thả bom họ không thả, mà có thả thì bom cũng không nổ. Thế thì thả bom làm gì? Chưa hết, lại còn một điều nữa là tôi có cái dịp ra ngoài Phú Vân Lâu ở Huế đó, để tôi thuyết trình cho 2 buổi. Một cho quân dân cán chính tỉnh Thừa Thiên, một cho các quân nhân đồn trú vùng đó. Sau đó tôi được về, tôi gặp ông tham mưu trưởng, đại tá tham mưu trưởng tiền phương quân đoàn 1. Thì ông có tâm sự với tôi. Ông nói Tòa, Moa mới nói chuyện với anh cố vấn quân đoàn
nó thắc mắc là tại sao Trung Cộng nó lại đánh Hoàng Sa. Thì anh ta hình như cũng hố, anh ta bảo ồ, Trung Cộng đánh Hoàng Sa mà anh ngạc nhiên à, làm cho ông thắc mắc. Ông bảo mo cũng biết là mo nói hố, mo phải nói chớ đi. Không, tôi biết nó đánh, nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao nó đánh vào thời điểm này. Đó, thì để thấy rằng là những cái chuyện đánh Hoàng Sa họ đã biết rồi mà mình không biết. Rồi, lại một điều nữa là cái ngày cuối cùng khi tôi đi ở tù về đó, họ tiễn tôi ra khỏi thẩm quyến để sang bên kia là Hồng Kông đó, thì một cái anh đó, có lẽ một sĩ quan cấp lớn thuộc lộ quân của tỉnh Quảng Đông, anh ta siết chặt tay tôi và nói: chào anh Hồng, hẹn gặp lại anh trong một ngày rất gần đây trên đường ngoại giao. Thì thực tình mà nói, tôi lúc bây giờ còn trẻ mà cái phản xạ tự nhiên thì mình lại nghĩ lúc đó là giữa thế giới tự do và bên kia bức mặt sắt. Thì mình nghĩ ngay, anh này khoác lác, làm gì có cái chuyện tôi với anh mà gặp nhau trên đường ngoại giao, vì mình có băng giao đâu mà gặp nhau trên đường ngoại giao. Nhưng mà chỉ một năm sau thì quả là lúc bây giờ Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, nếu có gặp nhau thì kìa gặp nhau trên đường ngoại giao. Những cái sự kiện đó làm cho tôi hết sức đau lòng, những cái điều mà mình chứng kiến được. Thưa cô. Dạ vâng, thưa ông, để cho những người xem phim họ hiểu được cái diễn biến thì xin ông kể cho biết là cái lực lượng của bên ông với hải quân và bên lục của quân của ông đi, cái lực lượng đi bao nhiêu ngày và bao giờ thì lúc nào thì đụng trận, xin ông kể lại cái diễn tiến ạ. Dạ vâng, thế này. Khoảng ngày 15 thì tôi nhận được lệnh đi ra thiết lập phi trường, thì tôi dẫn phái đoàn đi ra, thì thổ độ vào khoảng sáng ngày 16 đã tới nơi. Thì độ xế xế một chút vài ba tiếng đồng hồ sau thì xuồng cao su chở tụi tôi xuống đảo. Ông phát xuất từ chỗ nào? Tôi phát xuất từ Đà Nẵng, từ hải cảng quân cảng Tiên Sa. Đi HQ16 do hải quân trung tá Lê Văn Thự làm hạm trưởng đưa chúng tôi ra. Thì khi ra lúc bây giờ khởi hành khoảng 6 giờ chiều, thì khoảng 9-10 giờ sáng gì đó thì tới nơi. Rồi sau đó thì đưa chúng tôi xuống đảo bằng xuồng cao su. Thì hai anh sĩ quan công binh, hai người hạ sĩ quan đi theo hai ông đó, và tôi và anh Cốt. Như vậy tổng số chúng tôi có 6 người. Thì đi xuống đảo thì ở dưới đảo có một trung đội địa phương quân. Nói là một trung đội nhưng quân số nó không đủ đâu, nó có trên 20 người à. Chỉ huy bởi một trung úy địa phương quân. Và trên đó có một nhóm khí tượng, họ ở đó từ mấy chục năm nay rồi. Họ có 4 người, trong đó có một ông là trưởng đài. Thì chúng tôi làm việc thì nhanh lắm. Thì hai sĩ quan nghề của họ rồi, hai sĩ quan công binh họ đo đạc chiều ngang, chiều rộng, chiều dài nó độ khoảng 1 cây số, chiều ngang chừng 600 thước. Thì họ nhìn thổ nhưỡng như thế nào, cấu tạo đất đá thì họ biết ngay. Còn yếu tố thời tiết thì đừng lo, tại vì khí tượng họ ở sẵn đó rồi, cho nên họ có thể cung cấp dữ kiện về thời tiết cho mình chu kỳ đủ 1 năm, dễ dàng. Còn ông Cốt thì ông đi theo là ông lượng giá, coi hết bao nhiêu tiền, đại khái nó chỉ có vậy thôi. Còn tôi với cương vị là trưởng phái đoàn thì tôi sẽ phải tổng hợp tất cả những cái dữ kiện đó để tôi làm một báo cáo tổng hợp trình lên thượng cấp để thực hiện. Đấy là lý thuyết thì nói như vậy, nhưng mà như tôi đã trình bày hồi nãy, nó không phải như vậy. Rồi, thì khi tôi xuống đó ở một ngày thì công việc xong, tôi gọi CM5 cho tàu vào đón tôi thì không thấy tàu đó. Và tôi phải chờ một ngày nữa mới được lên tàu. Thì khi lên tàu bây giờ không phải một chiếc Lý Thường Kiệt của tôi là HQ-16, mà có thêm chiếc HQ-4, nó là khu trục hạm. Cái này nó hơi nhỏ hơn một chút, nhưng mà lực lượng của nó, hỏa lực của nó mạnh hơn. Thêm một chiếc HQ-5, tức là hồi nãy tôi thưa với cô, nó là soái hạm, tức là trên đó có một ông đại tá ngồi trên đó để tổng chỉ huy. Và xa xa một chiếc nữa thì tôi không biết, sau này tôi biết là chiếc HQ-10 của ông Ngụy Văn Thà mà đã bị tử thương đó. Đấy, thì lượng của ta gồm có 4 tàu. Thì khi mới đầu chúng tôi ra đó, thì bên Trung Cộng nó chỉ có một chiếc nhỏ, mà sau này tôi mới biết nó là chiếc Kronstadt. Thì họ giả làm thuyền câu, làm ngư phủ. Nhưng mà ngư phủ sao lại đi chiếc tàu độ chừng 20 thước? Nôm na là tàu của ta giống như một bàn tay, mà tàu của họ chỉ như một ngón tay thôi, mà lại sơn màu ô liu, mà trên đó lại có trang bị thượng liên. Thương thuyền gì mà lạ vậy? Chưa hết, cái cách của họ đó là tàu của mình đậu thế này thì họ lấy ngón tay của họ dẫn trước mũi. Không có ai dại dột làm cái điều đó hết. Cô nếu mà giả sử cô có một cái tàu đánh cá có dám đứng trước cái chiến hạm như vậy không? Rõ ràng đó là hành động khiêu khích.
Thì khi tôi lên tàu trở lại đó, sau 2 ngày tôi ở dưới đảo, tôi lên tàu trở lại đó, thì bây giờ mặt biển nóng hổi rồi. Họ có nhiều chiếc tàu, gồm chiếc 271, 272, 369, mấy mấy nữa mà những cái số tôi quên. Thì tôi ở đó, tức là tôi đã xuống đảo rồi, tôi ở vài ngày, tôi lên chiến hạm. Rồi tôi hồi nãy tôi đã kể, đưa tôi sang bên HQ5, rồi từ HQ5 lại trả tôi xuống dưới đảo lần thứ hai. Thì tôi xuống đảo là đã là đêm 18 rạng ngày 19. Thì sáng hôm sau tôi dậy trễ, tại vì tôi mệt quá rồi, tôi say nữa, tôi chưa quen. Thì tôi nghe tiếng heo kêu. Heo kêu đó là của anh em địa phương quân đó, họ giết để họ mừng cúng ông táo là chi đó, đại khái như vậy. Thì tôi tỉnh dậy, thì tôi vừa mới ra đánh răng, chưa kịp gì hết thì ông Trung úy Phạm Hy đó, là ông chỉ huy đảo đó, địa phương quân, nói chứ, thiếu tá ơi, không xong rồi, bây giờ hai bên gườm nhau dữ lắm rồi. Là tôi vội vàng tôi súc miệng, chưa kịp rửa mặt, tôi nhảy lên trên lầu của cái tòa nhà khí tượng, tôi nhìn ra thì bây giờ đôi bên đã ở vào thế cài răng lược, tức là tàu ta và tàu địch đã xen kẽ nhau. Mà bây giờ tôi không biết chắc là con số là bao nhiêu, thế nhưng mà biết chắc là Việt Nam có 4 tàu thôi, còn Trung Cộng thì nhiều. Nó nhiều nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà nó nhanh. Còn mình tuy 4 cái nhưng mà rành ràng lắm, chậm chạp lắm. Anh em họ hải quân họ cho tôi biết là vận tốc của họ chỉ 10 đến 20 knot một giờ, còn trong khi của đối phương từ 21 đến 29 hải lý một giờ. Thì nó nhanh hơn, nó nhỏ hơn, nó lợi hơn. Thì gườm nhau như vậy, thì lúc bây giờ tôi ở trên đảo rồi, lần thứ hai rồi tôi không biết, nhưng mà khoảng 10 giờ, 5, 10 giờ 10 chứ đó, là bắt đầu nổ súng. Đấy, thì sự kiện nó xảy ra như vậy. Mà chiến trận không lâu, chỉ chừng 10-15 phút thôi là tàn cuộc chiến. Thì tất cả những chiến hạm của ta đó, quay đuôi về phía đảo chúng tôi. Còn ngược lại, tàu của Trung Cộng thì quay mũi vô đảo chúng tôi. Và bây giờ thì nó nhiều lắm rồi, tôi không thể đếm được. Thì đại khái nó vây kín chúng tôi rồi. Thì đấy là cái trận chiến nó xảy ra như vậy. Đánh như thế nào, chiến thuật ra làm sao, cái đó là thuộc Hải quân Đại tá Hà Văn Ngạc. Tôi ở dưới đất, dưới đảo, tôi không hề biết gì về chuyện này. Vâng. Thưa ông, sau đó thì họ bắt tất cả lính của mình làm tù binh, hay là còn những cái 4 chiến hạm của mình, thì chuyện gì xảy ra cho 4 chiến hạm của mình? À vâng. Thì khi mà tiếng súng nổ như vậy đó, thì Trung úy Hy ông điều động tất cả 20 mấy anh em địa phương quân ra ngoài bìa đảo để phòng thủ đảo. Nhưng mà nói cho ghê gớm vậy chứ, cô tưởng tượng đi, một chiều một thước, à xin lỗi, một cây số, bên này cây số là 2 cây số, bên này 600 thước là 3 cây số 2, mà có 20 mấy người thì phòng thủ cái gì? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vũ khí thô sơ. Mà từ xưa đến giờ mình có đánh nhau với ai ngoài đó đâu mà cần phải trang bị cho kỹ. Cho trong khi đó, như hồi nãy tôi đã thưa chuyện, quân số của mình họ nắm vững, vũ khí của mình họ biết rất rõ. Họ đem một tiểu đoàn lên, mà cái chiến thuật biển người là nghề của Trung Cộng. Thời điểm đó nó có 800 triệu, mình có 20 triệu thì làm sao mình đánh cho lại. Quân số mình 20 người, nó một tiểu đoàn làm sao đánh cho hơn. Cho nên chúng tôi thua là cái chuyện không có gì gọi là khó hiểu. Thì khi nó tràn lên đảo như vậy đó, tôi đang ở trong phòng truyền tin. Mà thưa mấy cô, tôi cũng phải nói cho nó hơi dài dòng một chút, là bây giờ mọi phương tiện truyền tin đều bị cắt đứt. Tôi chỉ liên lạc bằng C-25. C-25 tức là cái máy nó chỉ nói xa tối đa khoảng 10 dặm mà thôi. Mà trong khi đó cái tàu Trần Khánh Dư của tôi á, hệ thống truyền tin bị hư, điện bị cúp, họ không liên lạc được. Họ nhờ tôi gọi về Đà Nẵng thì rất khó khăn. Cho nên tội tôi bị tràn ngập. Độ vào khoảng gần 11 giờ là họ lên, họ bắt hết tù binh trừ một mình tôi. Vì tôi trốn trong lùm cây, tôi thì lại nhỏ con, trốn rất kỹ. Hơn nữa tôi lại được nghe là sẽ có phi cơ ra oanh kích, cho nên tôi không ra đầu hàng. Nó phải 3 tiếng đồng hồ nhau, nó dàn hàng ngang, nó đi lục từng gốc cây một. Lúc bây giờ nó bắt được tôi lên. Thì bắt tôi lên khoảng 1 giờ trưa, ngủ ở đó đến chiều nó cho ăn cơm. Sáng sớm 4-5 giờ sáng chi đó đưa xuống tàu, chờ tụi tôi bằng những cái crong stack, nó nhiều lắm, cả mấy chục chiếc, bao nhiêu 20 mấy anh hải quân, à địa phương quân, 4 ông khí tượng, nhóm chúng tôi 6 người. Và bên kia đảo Monet, tức là đảo Robert đó, Cam Tuyền đó, cũng có 15 anh hải quân bên đó cũng bị bắt luôn. Nó chở hết về Hải Nam. Về Hải Nam lúc bây giờ cũng cỡ 10 giờ sáng chi đó, 11 giờ, cho chúng tôi ăn một bữa ở đó. Rồi đưa cái nhóm sĩ quan của tôi và anh Cốt lên máy bay đi về Quảng Đông, thành phố Quảng Châu. Còn những người khí tượng, anh em hạ sĩ quan thì đi tiếp tục bằng tàu thủy về sông Châu Giang tại thành phố Quảng Châu. Cho nên chúng tôi về đó thì ngay trong đêm 20 đó, 19 bị đánh, đêm 20 đưa về.
Còn những anh em hạ sĩ quan với khí tượng thì 2 ngày sau mới tới nơi, thì nhốt chúng tôi ở đó. Đó, thì họ bắt đầu họ khai thác. Thì cái Trung úy Dũng đó ở bên cái đảo Robert đó, họ bắt được, họ khai thác đầu tiên. Tại vì trên nguyên tắc quân đội mà, họ phải khai thác anh hải quân. Để nếu có chiến trận xảy ra thì họ biết các yếu tố về hải quân để họ có đối sách. Còn tôi thì họ khai thác ngay trên đảo, họ đã biết có một thiếu tá. Cũng xin nói ngay là khi bắt được tôi nó nói liền thiếu tá, nói bằng tiếng Việt. Lý do là vì họ khai thác mấy chục người tù binh đó, mấy anh cốt, mấy đoàn công binh đó, đã biết còn thiếu một ông thiếu tá. Cho nên bắt được tôi thì đúng là thiếu tá. Dù rằng nó không biết tên tuổi tôi là gì, cấp bậc tôi ra sao, có quân phục nó cũng không biết được. Thế nhưng mà gọi đích danh tôi thiếu tá, đưa tôi ra. Đấy là tôi bị bắt. Khi họ bắt họ có đánh đập hay là làm cái gì không? Hay là họ làm cái gì khi họ kêu bắt? Vâng, cũng phải công tâm mà nói, mình phải nói trung thực, lịch sử không được phép nói dối, không được phép tuyên truyền. Họ không có đánh đập, nhưng mà có vẻ thị uy đó, hơi gằn giọng thì có. Ngay tại trên đảo đó, nhưng mà khi về đến trại thu dung tù binh rồi thì đây là những người chuyên nghiệp về tù binh, về cái tù nó kia, nó chuyên nghiệp và nó có chính trị. Cho nên nó xin lỗi, chúng tôi dùng chữ tả, tức là tiếng Tàu đó, có nghĩa là đánh đập hoặc tôi bắn các anh đó, thì cái đó là chúng tôi sai. Trên nguyên tắc thì không được như vậy, đại khái như vậy. Và họ cũng đối xử với chúng tôi thì cũng bình thường, chứ không đến nỗi gọi là đánh đập là không có. Thế còn cách cho ở thì chúng tôi ở một cái dãy nhà, nó có 5 phòng. Thì tôi là sĩ quan cấp tá trưởng đoàn, cho nên là một mình tôi một phòng. 2 trung úy một phòng, là hết 3 phòng. Một phòng để tọa đàm và một phòng là phòng ăn. Như vậy là hết 5 phòng. Riêng anh Cốt thì đã được đi riêng. Đó, thì ở đó thì họ cũng bắt học tập. Đó là cộng sản thì đâu cũng vậy, nước nào cũng thế. Học tập nhồi sọ. Thì họ lý luận với chúng tôi rằng thì là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Bằng cớ là từ thủa mà thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh đó, đã đặt chân lên đảo Hoàng Sa rồi. Thì chúng tôi mới bảo rằng là nếu cứ đặt chân lên đâu thì cái đó thuộc về chủ quyền của mình. Vậy thì bây giờ chúng tôi nghĩ là toàn thế giới này là đất nước là của Trung Quốc. Tại vì bây giờ trên thế giới chỗ nào cũng có người Trung Quốc hết. Họ bảo thì đó là lịch sử, dẫn chứng với chúng tôi là thầy Đường Tăng đã đặt chân lên đó rồi. Đó là một trong cái điều khôi hài mà tôi nghe được khi mà chúng tôi bị ở tù. Được, xin lỗi. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra cho nhóm sau khi họ đã điều tra hết, họ có đưa về trại tù, cái hoàn cảnh, cái sinh sống ở các cái trại tù như thế nào thưa ông? Phải công tâm mà nói, nó không đến nỗi như là cái bọn Bắc Việt sau này mà nhốt chúng tôi gọi cái gọi là học tập cải tạo. Không đến nỗi. Cho ăn thì dĩ nhiên lúc bây giờ Trung Cộng còn đói lắm. Họ có nói với chúng tôi một điều trung thực như thế này này. Đói là người bạn đường của người Trung Hoa. Phải công tâm mà nói, họ nói với chúng tôi đó. Thì họ cho ăn thì cũng rau ráng, họ trồng ở trong vườn đó. Ngay trong vườn họ, hàng ngày họ cứ xách cành xế đi, họ lấy, tôi trông thấy. Họ hái rau, nhổ rau về làm cho chúng tôi ăn. Thì thức ăn thì cũng không đến nỗi đói thôi, chứ còn bảo ngon thì cũng không có gì. Thế buổi sáng thì cũng cho được ăn điểm tâm đường hoàng. Nhưng ăn điểm tâm thì ăn bằng bánh bao hoặc là cháo trắng. Thì người Tàu thì đâu cũng thế, nhất là Quảng Đông với lại Việt Nam nó cũng gần gũi nhau. Với lại Chợ Lớn, Hải Phòng, những người Tàu đó thì nó cũng giống nhau mà thôi. Ăn uống thì cũng bình thường. Thì chúng tôi bị nhốt ở đó. Đúng một tuần lễ sau thì tập hợp thì tôi cũng thấy lạ lạ, sao cách ăn uống có vẻ khác. Chiêu đãi chúng tôi nhân dịp Tết, rồi sau đó là chọn ra mỗi một thành phần là một người. Thì ông cố sự ưu tiên một là đã đành rồi. Còn bên hải quân cũng có một anh bị thương chật chật ở chân thôi, cũng bảo là bị thương cho về. Bên khí tượng cũng có một ông, thì ông đó tôi nhớ tên hình như ông Hiệp, ông ấy bị khuyết tật. Là cái chân của ông thay vì cái bàn chân để xuống mặt đất thì nó thẳng góc với mặt đất 90 độ. Đó, thành ông đó cũng thương tật thì cũng cho về. Rồi đại khái bên địa phương quân cũng có một anh đau yếu cho về. Chọn về trước đâu tất cả đâu khoảng 5-6 người chứ đó. Về đợt trước chỉ sau một tuần lễ. Mà chủ yếu là anh Cốt được về trước. Kèm theo là mấy người Việt Nam. Đó. Thế còn chúng tôi thì đúng 4 tuần lễ sau thì được trả về. Thì họ cũng 4-5 giờ sáng.